Hi, xin chào anh em ha. hôm nay tiếp tục về thang mình lên video cho anh em rồi anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like một đăng ký mình xin cảm ơn à, anh em có thể tham khảo thông tin mình để trong phòng mô tả video nha hoặc là số điện thoại mình để góc trái màn hình nha hôm nay mình có về một ít pin li á hôm bữa giờ về thì cũng về lâu rồi nhưng mà mình không có quay video hôm nay quay video hôm bữa về 1 ngàn thì đã bán hết khoảng là hơn gần 300 rồi còn đâu đâu à, 600 700 gì đây để mình khui à, thùng chưa khui cho anh em tham khảo nha thì ly sen bên mình cam kết với anh em là ly sen chính hãng nha đó thì anh em tham khảo à, có nhu cầu liên hệ ly sen bên mình hiện tại là mình bán lẻ là 25 ngàn nha à, anh em lấy giá, giá sỉ từ 50 viên là giá cực tốt 100 viên giá cực tốt luôn đây ly sen chính hãng và mình đo cho anh em xem nội trở là 13 nha dung lượng 2 ngàn nha đây nội trở 13 nha anh em dung lượng 2 ngàn À, mình đo một viên khác nữa cho anh em xem Đó, Nội trợ 13 à, Dung lượng 2000 à, Li-xin chính hãng Rồi thì Hiện tại mấy cái loại pin khác á, thì mình vẫn còn Ví dụ như là Mình quay chi tiết cho anh em luôn Vì trong tháng này á Là mình vẫn uh, lấy giá như hôm bữa là báo cho anh em nha Còn khi mà qua tháng uh, 12 á Thì mình sẽ uh, làm lại giá nha Nên là anh em uh, cân nhắc nha Ví dụ như là Sony 5A này á Hiện tại mình bán anh em là giá bằng giá sỉ Giá lẻ bằng giá sỉ là 34.000 nha Còn sang tháng 12 là không có giá 34.000 nha Nên là anh em có mua thì anh em cân nhắc nha à, Sony 5A Nội trở 10 à, Dung lượng nó là 2 Đó. À, rồi Samsung 25S 25S hiện tại cũng còn ngàn mấy Nội trở 10, 11 mà đa số là 11 Dung lượng 2.500 xả 30A sẽ cao hơn thằng 25R à, tạm thời anh em quên 25R đi 25R thì nó sẽ 20A thôi cái đó điều uh, anh em nên cân nhắc chứ còn nhiều anh em không có biết cái dòng 25S này cứ nói là 25S là nó lạ nhưng mà thật chất là cái dòng của hãng Samsung á cái dòng mà nó có chữ R á dòng R ví dụ 20R nó chỉ sẽ có 22A 25R nó sẽ 22A 20S sẽ 30A 25S là xả 35A là đỉnh nhất của cái dòng 18650 của hãng Samsung nha đó là anh em dòng này là đỉnh nhất rồi nên anh em tham khảo rồi hiện tại thì C4 mình cũng còn 1 ngàn mấy thôi C4 thì là nội trợ nó là 12 dung lượng nó là 2000 đó nội trợ 12 dung lượng 2 2000 rồi thằng này C4 thì cũng sẽ mắc là 30A đó pin thì uh, mình mua về vừa bán lẻ cho anh em và vừa đóng cho khách nên là anh em yên tâm về cái chất lượng pin mình nhập không phải pin mình nhập mình bán không đâu mình nhập mình vừa đóng cho khách nữa đó anh em có nhu cầu thì uh, liên hệ rồi vtc 6 a hiện tại mình còn một thùng như thế này chắc khoảng là bảy mấy tám chục viên thôi uh, hiện tại mình bán giá lẻ bằng giá sỉ là 45 mươi ngàn anh em mà không mua thì uh, sang tháng sau chắc cũng không còn nữa thì nội trợ nó là 78 pin này là bao dung lượng anh em trên 3.800 đó pin mà 3008 trở lên nội trợ như thế này thì anh em đừng có so sánh với những cái thằng mà à, giá rẻ rồi anh em mà có nhu cầu thì liên hệ mình về 1.000 nhưng mà mình bán hiện tại tới bây giờ chưa còn một à, còn chưa được 100 viên đó nội trợ 89 nha thằng này là nội trợ 8 này nó có 89 trong này chính rất thấp nha anh em đó đến coi thử đó, 8, 9, 8, 9. Nói chung là còn 6-70 viên thôi Còn anh em mua mấy cái nội trở mà nó 90 Hoặc là 10-11 thì thôi pin nó thì khỏi nói rồi Anh em thích uh, thì em mua thôi Còn cái việc mà tiền trong túi của anh em Anh em sử dụng như thế nào là cái việc của anh em đó. Rồi cái này là bao anh em dung lượng trên 3.800 nha đó, Nội trở thì mình đo như hình đó Nó có 8 có 9 pin này thì mình cũng mua về mình đóng cho khách đó. chứ cũng phải là mua về để bán lẻ không đâu rồi mc1 mc1 thì hiện tại là cũng còn đâu một ngàn mấy anh em ngàn mấy thì vừa đóng cho khách rồi vừa bán lẻ hiện tại là còn nội trợ 28 đó à, pin này thì nói thật anh em tới thời điểm này là mình chưa test dung lượng nhưng mà mình nhìn nội trợ là mình đón được cái dung lượng bao anh em dung lượng trên 3.300 Pin này thì bao anh em dung lượng trên 3 30003, mặc dù là họ bao mình là 3 34000 nhưng mình bao anh em 3 ba thôi. Đó. Pin này hiện tại bán lẻ anh em là 30.000. Bán giá sỉ bằng giá lẻ. Đó, anh em mua một viên đến 50 viên là 30.000. Bình thường mình bán ví dụ anh em mua một viên hai ba viên thì mình bán là khoảng 33.000. Đó. Sáng tháng thì mình cập nhật lại giá thì nó không có tốt như hôm nay đâu. Thì anh em có mua thì anh em mua trước. Rồi, cảm ơn anh em. Mình quay mấy cái pin năm nay mình đóng cho anh em tham khảo nha. Hôm nay đóng được mấy cục pin này, hai cục 15 cell. À, 25 cell là khách mới đặt hai cục. Hai cục này là lỗi 14 4 Samsung 25S về cho khách thay từ thay. À, nhận sửa hai cục pin đều quát này. À, rồi một cục đều đóng mới này. Rồi một cục Samsung 25S nữa này, đó. À, có nhận mấy cục 5A nữa nhưng mà 5A mình làm mình gửi rồi rồi anh em có nhu cầu đóng pin hay là mua pin như thế nào đó liên hệ mình tư vấn thêm nha rồi cảm ơn anh em anh em xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha